Ô, ông Hải, ông Hải làm gì đấy? Ông Hải làm gì đấy? Ông Hải làm gì đấy? Làm gì đấy? Không có lên đấy đâu. Đứng đi đi. Làm gì đấy? Anh để đây này, em là trong rồi. Em để đây. Em chỉ nhẹ thôi nhá. Ba dương. Anh để đây em là trong rồi. Có đã cánh mà đã được nó thì bà. Hả? Chia sở với anh ngoài. Ui giời ơi. Rồi rồi. Lại lại tên tên. Bắt bắt cho anh đi. Anh biết. Ba ba ơi. Ba ba ra nghỉ ơi. Bác sĩ đâu? Mình đang đá là 42 đấy. Thôi anh đừng vào phá đội giờ. Đây là năng đội dự bị. Lùi 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 lùi, đá lùi xuống ấy, hoặc lên trên giúp mình ấy. Thằng Doanh với cái thằng số 3 chạy nhanh đây. Chạy nhanh hết vẹn giờ rồi. Chưa ra đúng không? Chạy lên, 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 chạ
11 là ai nhỉ? Rồi. Đây đúng không? Dính lên đi em, ngăn ta đúng không? Tiến lên đi gần vị số 20. Gôn bát. Hay quá. Lên bắt miền Nam ơi. Mình nó làm được cái gì? Không, số 14 đang đá. Ông Mã ơi, tiền cao lên, tiền đi cho đây. Thấy vào đá đi, thấy đi. Số 14 đây. Hùng ơi. Trọng tài. Thiệu ơi. Thiệu ơi, thay người. Cục tay mà. Ông nghỉ trước, đá tốt lắm rồi. Thay à? Đi ra phải thay người trọng tài ơi. Lên đi. Đúng rồi. Quay à? Ở đây lại mất. Mất luôn à? Cần gì? Xuống ấy mà không vô địch được gì. Tối được về uống bia. Phải cầm. Anh nói cái kiểu giọng gì đây? Anh nói cái giọng gì đây? Cút em ơi. Một là anh nói đàng hoàng, hai là đừng có nói. Không anh chửi đấy. Đá phượt trong tay. Thân của Mai là từ bạch tạng lên bạch sáu lên đây. Về. Mới lên một thư. Cứ đi.
Một pha bổ rất đẹp. Một pha ngàn lời rất tự nhiên. Anh ấy đã có kinh nghiệm đầu nóng rất. Vâng, không thể nhiều nhận được phát tài đang có đấy. Anh vào đây thôi này. Mau, không phải đâu. Vâng, đây mà đây không chấp bóng. Đây mà, rồi, không vào. Rất đáng tiếc. Chạy về trơn ngã. Thái độ.